Xin chào mọi người. Mọi người ơi, bữa nay cái cây bông, cái cây trái hạnh á, nhà mình nó nở bông quá chừng luôn. Ở bên đây mẹ đang cắt rau thơm vô để hồi nữa nhà mình ăn bún nha. Bữa nay nhà mình sẽ nấu bún bò Huế. Rau tươi quá mẹ. Không ăn nó mới già hết chưa. Nó chắc ăn gì nè. Cái này cái chồi nó mọc nó không có để nó đưa ra tốt ngoài luôn. Này là cái quế. Đây là rau mẹ mới thu hoạch xong. Bữa nay thì nhà mình không có đi chợ mà chỉ có đi Bách Hóa Xanh. Mà bữa nay chỉ mua được có rau muống thôi. Cái này là mận. Cải, xà lách. Chỉ mua được rau muống thôi chứ không có mua được bắp chuối. Giờ ăn đỡ rau muống với bún bò Huế thôi. Cái này là mua ở Cấp Mắc. Bún tươi. Chút nữa mẹ sẽ trụng cho nó thành bún tươi mình ăn. Đây là chả lụa. Thì tại không có đi ra ngoài cho nên nhà mình chỉ mua được chả lụa này thôi. Bây giờ mình sẽ cất vô tủ lạnh chút xíu nữa ăn thì sẽ... Này là giá sạch nè. Rồi này, mấy cái loại rau thơm, ngò gai, ngò ôm với lại xả. Giờ mình sẽ chuẩn bị cùng với mẹ nha. Giờ mẹ sẽ hầm cái xương gà này để lấy nước ngọt nha, làm nước dùng. Bắp bò sau khi mà trụng thì mẹ sẽ cho vô hầm chung với lại xương gà luôn. Mình trụng rửa để cho nó. Giờ này mình sẽ trụng bún. Sôi lăn tăn sủi bọt á, mẹ sẽ cho bún vô. Khoảng 3 phút quá sau thì mẹ sẽ tắt lửa và đậy nắp lại ủ quá đó, cho cái sợi bún nó nở. Này là xả cây mẹ đã đập dập và cắt khúc ra khoảng 10 cm. Nè, là nước súp thì mẹ cho vô một củ hành tây hết mẹ. Này là mẹ cho vô một củ hành tây, nửa củ đây nửa củ. Bún này là mẹ đã trụng xong và gửi lại với nước lạnh rồi nè. Giờ có thể mình đậy ủ lên nữa hả? Giờ mẹ mình đang nướng củ gừng. Nướng xong rồi mình cạo rồi mình bỏ vô nồi. Cạo rửa sạch sẽ rồi bỏ vô củ gừng, củ hành tím. Nướng xong rồi mẹ sẽ cạo rửa rồi bỏ vô nồi nước súp. Sắc xả một chút xem. Xào với chung với xả với mắm ruốc. Mẹ để gừng nó vô nồi nước súp hả mẹ? Mẹ đập dập ra. Đập cho nó dập ra rồi để vô. Mình nướng cho nó có một lớp ở ngoài nổi ha. Nướng cho nó chín xém xém vậy đó.
cho gừng đập dập vô nồi. Hành tím luôn. Hành tím luôn. Mẹ Hình mới cho xả vô, giờ mẹ sẽ trộn xuống nấu cho nước súp nó thơm. Giờ mình sẽ bào rau muống nha. Mẹ cho mắm luốc, xả, tỏi với lại cái bột có gia vị này vô trong chảo để xào cho nó thơm. Chín chưa mẹ? Chưa. Nồi này nhà mình ăn 2 ngày á. Làm để dành ăn 2-3 ngày gì. Để không có đi ra ngoài. Này mềm này. Lúc này nhà mình ít đi ra ngoài lắm mấy bạn ơi. Toàn đi ra ngoài 1 lần. Mua đồ ăn thôi. Mình dùng bắp bò để hầm cho nó ngọt nước với lại bắp bò ăn nó ngon, thịt nó chắc. Mẹ sẽ làm giờ mẹ sẽ một muỗng một muỗng rưỡi đường phèn, cái bột ngọt ha, muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê bột ngọt nha, chắc một muỗng canh muối, một muỗng canh muối nha. Đây là đồ nêm. Cái xương gà đó nhà mình mua chỉ có 10.500 thôi ở trong Bách Hóa Xanh á. Mới vừa mua rồi về nấu bún liền luôn nè. Cái bắp bò này nó chưa mềm nè. Chưa. Để mình nhớt xả ra bớt. Đắp miếng không vậy? Nước súp bây giờ nó đã có màu đẹp hơn rồi nè các bạn. Mình sẽ dần vô thêm một muỗng canh đường phèn nha. Cái vị nó mới ngọt thanh. Đây là rau ăn kèm với lại bún bò Huế nha mọi người. Giờ là sắp được thưởng thức rồi đó nha. Hành lá để lên mặt tô cho nó thơm ấy mẹ.
Giờ là chỉ gấp gạo vô nữa là ăn thôi nha. Mời mời tất cả mọi người cùng thưởng thức bún bò Huế với nhà mình nha. Mẹ nếm thử ngon. Ngon, rất là vừa. Mời mọi người cùng dùng bún bò Huế gia đình mình nha. Xin từ mời. Sáng giờ đã đói bụng lắm rồi. Giờ mình sẽ thưởng thức tô bún bò Huế của mình. Trộn lên. Ta vừa ăn đi, mà thấy da vừa nhưng mà mặn chanh vô nữa chắc nó lạc. Rồi, bây giờ thì mình xin tạm dừng video của mình ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kỳ tới. Chúc các bạn sẽ thành công với món bún bò Huế và các bạn hãy ủng hộ gia đình mình, ủng hộ cho những cái công thức nấu ăn của mẹ mình bằng cách bấm like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem. Rồi nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye. Ngon lắm á.